Anh Kiên ơi, em muốn xây một ngôi nhà 70 mét vuông á, mà anh thấy miếng đất nhà em méo mó xẹo xọ quá. Em nghe nói mà xây nhà trên miếng đất méo anh sẽ không tốt, làm ăn nó bị bất bát. Anh có cách nào xây nhà tối giản để em làm ăn nó khấm khá là được không anh? Bây giờ anh nói như thế này nè, đối với những khu đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh á, việc để chọn được một miếng đất vuông không phải dễ, đất xéo nó rất là nhiều. Chúng ta phải biết cách biến cái bất lợi này thành cái có lợi. Và có những cái giải pháp như thế này. Giải pháp thứ nhất á là đất xéo nhà không méo, tức là chúng ta đất xéo nhưng chúng ta vẫn xây dựng một ngôi nhà vuông, còn những phần thừa bị xéo á, chúng ta bố trí là khuôn viên về cây xanh rồi khu vui chơi, ví dụ vậy. Giải pháp thứ hai á, chúng ta bố trí cái phần nội thất thật thông minh để cảm giác được là cái ngôi nhà vẫn vuông vắn, tức là những cái khu vực chính, ví dụ như phòng khách nè, phòng ngủ nè, nhà bếp nè, chúng ta bố trí dựa vào một bên tường để bố trí nó vuông. Lại những phần xéo á, chúng ta bố trí về là cầu thang nè, nhà vệ sinh nè, hoặc là giếng trời. Thì như vậy á, miếng đất xéo tự nhiên biến thành những cấu trúc rất là đặc biệt. Trời ơi, anh nói vậy em yên tâm quá. Không ấy bây giờ mình triển khai luôn anh ha. Triển khai thôi. Dạ. Nếu các bạn cần tư vấn các vấn đề về nhà cửa, hãy để lại thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn cho tất cả mọi người. Mình là Kiên Nhà Cửa, có nhà cửa là có Kiên.